Đà Lạt. Đà Lạt. Thank you.
chụp mà. Muốn làm thợ hả? Muốn làm cái bánh da hả? Mình đi bộ đi, mình đi bộ ở đâu? Đi với mấy chị à. Mấy chị chụp hình không à? Mấy diễn viên sống áo chuyên nghiệp. Trời ơi, đường dễ đi mà. Dạ, cái dòng không có tiền nên đi sao cũng dễ. Cái dòng có tiền, cái dòng có tiền á. Phải không á?
đoạn đường cho ta. Chụp hình cái gì đi không nổi mà chụp hình cái gì. Không phải, cái chị nha, em dựng cái vai đây nè, chắc cũng đỡ. Trời ơi, đang nặng đấy. Dạ đúng rồi, kế bên luôn. Nó học lớp mấy chị? Có hai mấy chị? Có 21 thì cơ sở 2, còn 22 tới 26, 25 thì cơ sở 1, 26 rồi đấy. Dạ đúng rồi. Cậu bán chú. Tới à hả? Mình muốn bỏ nó chạy vù 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 xuống rồi, thấy không? Có xe này tuôn xe kia, thấy không? Kiếp không? Á, ông Việt kìa. Ông Việt kìa. Ôi trời ơi. Rồi đâu ông hoàng đâu, ông bị con kia rồi, còn ông hoàng đâu. À nó có lưới rồi. Thằng quẹo dò thì bắt đi, còn hai cái đều dò khỏe đi rồi. Ôi bé nhỏ đâu rồi? Bé nhỏ đi đâu rồi chị đi? Bé nhỏ đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đi trước á. Đi từ từ Ý ơi. Ý. Thank you.
khờn. Kiểu này ai mà yếu tim cho mấy nhỏ. Trời ơi, mình suy nghĩ đi, cái đó là kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ấy. Hey!
ngồi bên này. Đứng đây. Ok cả nhà ơi, tập trung nhìn mày nha. Thank you.
đi cáp treo lên đó. Cáp treo hả? Cái máng treo hồi nãy á, chạy giữa đường đứng lại đó. Máng này là tại vì lúc lên anh chỉ kéo mình lên thôi. Chứ không có giống như hồi nãy mà chạy nhanh kìa. Ờ. Trời ơi, thích cái đường. Con có thể hát bắt hát cho. Hai tháng rồi. Tam đi bên kia. Bên kia thì cao, bên đây thì không cao lắm mà quá trời nước. Ơi dừng cái đôi này đi. Sáng nó chạy nó đổ xuống này. Xong nó chạy băng xuống đây đổ xuống này. Đổi ý là đi bộ, không có buồn lên. Không đi bán đường nữa. Rồi thôi vậy đi xuống thôi. Đi con để gì để trễ mọi người à. Mình đi bộ người ta đi được, đi nhanh lắm. Đi đi mọi người đi rồi kìa. Ba chị đi rồi em lên. 200 đứng vô ai chụp ra. Em đi đâu rồi? Đi. Đi dập đầu. Rồi đi nhanh lên chạy theo. Đừng có chạy. Từ từ. Đi đi chị. Thank you.
Phờ râu. Dừng video này nhé.